Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chơi ở game đã chiến những giải em nha. Wow. Hiện tại thì tựa game của chúng ta sắp tung ra phiên bản KG tranh bá mà, nên chúng ta sẽ được sở hữu những cái code mới cho anh em sở hữu một số cái code mới cực kỳ ngon, cực kỳ xịn sò nha anh em nha. Cái code của cái phiên bản các cái tranh bá này sẽ cho anh em sở hữu 80 mảnh Minato đệ tứ này, 30 mảnh Rara, 22 cái ramen Ichiraku, 500.000 vàng và 200 kim cương anh em ạ. Quá ngon luôn. Tí mình đánh xong cái con này mình sẽ review cho anh em xem luôn cái code đấy nha. Ngon luôn, cực kỳ ngon, cực kỳ ngon. Mình sẽ có thể có cơ hội up của Minato của mình lên thành 4 sao rồi anh em ơi. Tuyệt vời mặt trời. Thể lực đi cũng phí anh em ạ. Nhập code đây anh em, vào phần này nhập cái code thôi. Đấy, code này. Mình chưa 200 cung cương rồi, 2 cái ramen, 30 mảnh Gara và 80 mảnh Minato Namikaze. Mình up sao thôi anh em. Chưa đủ anh em ạ, 20 mảnh nữa là mới up được lên 4 sao. Mà ok phết rồi đấy, 20 mảnh nữa là mình có 4 sao của Minato, quá mạnh mẽ. Ngon chưa, phê chưa? Cái game này của chúng ta rất hay nha. Chúng ta chơi chay mà hoàn toàn có thể lên VIP được em ạ. Mình đã lên VIP 5 rồi đây. Trinh nghe là khá thiếu tốn một cái gì đó anh ạ. Wow, vòng qua may mắn xuất hiện nhiều quái xịn chưa? Mình có xuất hiện là những cái con tướng quá ngon luôn từ chất SSF. Siêu SSF rồi chứ không phải là SSF anh ạ. Mình xem nó con tướng như thế nào. Ngay luôn và mắt mồm ra khải thì đốt sinh lực bản thân vẫn còn một mục tiêu ngẫu nhiên kịch tượng bắt môn động giáp khi vào trận mở ra bắt môn tăng thêm lực chiến đấu bản thân hiệu quả tăng lực có thể xếp chồng bắt môn toàn khai mở ra trận bắt môn tăng công tốc độ mạo cực và phê bản thân. Con này nó búp cho bản thân quá nhiều thứ siêu bạo, được chiến công tốc độ bạo kích
tấn công toàn bộ địch và công chúng bị choáng trong một thời gian dã khải. Sợ được trông lại ngầu chứ anh em, quan trọng là nó ngầu. Maxima tiên nhân này, chúng lại tiên nhân anh không có tổ đích có tiền mua anh ạ, nhỏ vãi đái là mình chẳng có cái gì. Upstain, chúng tôi Upstain nè. Phí farm hết chỗ này lên được 3 sao này, thì nông dân đã dần dần trở thêm mạnh mẽ hơn, có thể quét những cái ải dễ dàng. Phí thôi anh em ạ, clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Mình review qua cho anh em cái code này, anh em lên trên trang chủ nhận code rồi nha, khá là ngon, code cực kỳ ngon luôn cho anh em chơi. Bye bye anh em, đấy anh em là fan của game NATO cũng như yêu thích chơi tự game đại chiến những giả cho mình, xin một like và như thế anh em, và đừng quên đánh vào quả chuông thông báo nho nhỏ để đón xem những clip của mình trong tương lai. Bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại anh em, mắt anh em chi phí của game, bye bye.